Ok anh ạ. Bây giờ âm m như này, âm m này, âm m này, đúng không? Âm m của tiếng Anh là nó cũng như của tiếng Việt mình, nhưng mà Thì nó lại cắt mất thêm ở đằng sau đi. Bình thường mình đọc là m đúng không? M. Nếu của tiếng Việt thì mình là m, nhưng mà mình chỉ là đấy, lại gần vật âm m thì mình chặn lại. Đấy, được chưa? Không bật ra mờ nhá, chặn lại bật ra mờ đâu đấy, thì ở trong miệng rồi đấy, thì bây giờ nó là hi, 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 him 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 he him he him thấy chưa, him 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 ok him rồi. Next we have j. Âm lại hơi khó hơn một chút đi. Sau này mình học này. J. Chu biện này một chút. Jim. J. Jim. Jim. Đúng rồi anh ơi, đúng rồi. Jim. Đấy, Jim. 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 Mà. Jim. 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 Đấy. Jim. Jim. Ok. Jim. Ok, nào hai bạn nào. Jim. 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 Okay, next we have six. Đấy, được chưa? C, C cờ cờ. Nhìn thấy đúng bốn âm đúng không? Bốn âm ở trong đấy. Six. S, E, K, S đúng không? C cờ cờ. C. Six. 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 Đấy, mình nghe. Six. Six. Nào, chú ý, anh em chú ý đây nào. Mình nghe thì nó sẽ là thành six đúng không? Mình nghe là đúng rồi đấy, tiếng Việt của mình. Tại vì mình đang sử dụng bộ 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 nhớ là tiếng Việt của mình áp vào tiếng Anh đấy, mình dùng tiếng Việt mình áp vào tiếng Anh nên mình nghe nó thành six. Không, nhưng mà đấy, nhìn cái phiên âm của nó ấy, bộ phiên âm của nó là đúng có bốn âm đấy, thì mình đọc cả bốn này, c đúng không, cờ sờ six đúng không, đó nó là như thế, six đấy, Six. Six. đấy. Thì các âm kia, tức là mình bây giờ mình vẫn đang tập trung vào âm y là chính, được chưa? Six. Chữa bài cho anh em thì mình vẫn tập trung chính vào âm y đã. Đó. Còn các cái Six. âm kia thì tương đối thôi. Thì dần dần đấy là mỗi sau mỗi buổi thì mình sẽ chinh phục được một hai âm đó. Six. Đúng Six. không ạ? Six. Six. Đấy, Six. 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 Ở trong Six. Six. sau này mình học đấy, nào nào anh em nghe một chút nhá, nào sau này mình học ấy thì tức là sẽ có những âm mình cũng đúng quy tắc ấy, thì là mình sẽ phải bật hết ra theo phiên âm, là mình phải bật hết ra, nhưng mà khi mà mình nói nhanh vào trong câu ấy, hay vào trong đấy, tức vào đoạn văn ấy, vào câu ấy, thì không phải từ câu từ nào mình cũng bật hết ra, âm nào mình cũng bật hết ra, không mình cũng có hiện tượng là nuốt âm đấy. Mình nói, khi mình nói nhanh thì nó cũng sẽ thành six thôi, six, nhưng mà âm S là cái âm quan trọng nhất, là không được bỏ. Đấy, có thể nuốt âm các âm T, âm K đấy, được, như thế. Đấy, nhưng mà mình không để bỏ âm S được. S là luôn luôn phải có S. Có sờ. Có sờ là phải sờ. Six. Đó. Six. Nào, Six. 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 Ok. Next, we have begin. 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 Đánh trọng âm một chút nhé. Begin. 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 Sao của nó là gì? N nha, vẫn có N ở cuối nha. Begin. 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 Đấy, đánh trọng âm. Begin. Begin. Đánh trọng âm cho nó. Be đúng không? Xong gin. Begin. 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 Rồi. Ok nào, cả lớp nào. Begin. 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 Ok, ok. Begin. Begin. Rồi, ok nào. Next. Đấy, là nhớ cái thử đọc tiếp xem nào. Anh thức đọc từ tiếp theo ra nào. Đoán ra đọc như nào. Milit. Milit. Anh đọc lại xem nào. Minis. Mi Minis. đây là chú ý vào chưa, Minis. có cái dấu trọng âm nhá,
Minute. Đấy, đằng sau thì mình lại nhấn nó xuống. Trọng âm ở đâu thì là mình sẽ nâng nó lên một chút. Còn cái thằng nào không có trọng âm thì nó xuống. Minute. Okay, next we have dinner. Dinner. Nào, trọng âm vào. Âm đi đúng không? Dinner. 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 Okay, next we have chicken. Chicken. Đấy, chicken. Bình thường mình hay đọc là chicken đúng không? Chicken. Tiếng Việt đấy, chicken. Đấy nó phiên âm này, hai âm i này, i e. Chicken. 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 Rồi. Next we have 50. Feet nó như 50. Này nha. 50. Âm F thì là mình sẽ là răng trên, răng hàm trên chạm vào môi dưới. Bật ra này. Răng trên chạm môi dưới nào. Anh em thử răng trên chạm môi dưới. Xong là thổi ra. Phổi. Phi. Mình nghe thì mình tiếp nhưng mà nói là phi phờ thôi. Fifty. Dạ rồi. Trọng âm của nó là âm nào? Âm fifth đấy đúng không? Nói là fifty. Đó khi mà mình đấy cái quy tắc của trọng âm này này. Thì nói lên qua một chút là anh em nhớ cái đọc số đây là 50 có nghĩa là gì ạ? Bao nhiêu? 50. 50 đúng không? Ok. Thì cần thêm 15, 15 thì đọc là gì? 15 là 15. Trọng âm nó âm nào? Mình nhớ là phải có trọng âm ở trong từ nhá. Đấy có hai âm đấy thì trọng âm nó âm nào? 15. Fifteen. Đấy mình đánh thằng nhấn thằng kia xuống, nhấn vào thằng phịp xuống, thằng trọng âm nó rơi vào âm hai. Fifteen. Đấy, đánh nhấn xuống, nhấn nó xuống, thằng kia nâng nó lên, trọng âm nó vào âm tin ấy. Fifteen. Đấy, cả thằng này 50. Đấy, nếu mình nghe là nhớ là như thế. 15. Okay. Bây giờ đọc lại nào. Bin. Repeat after me. Bin. 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 No. Đằng sau một chút nha. Bin. 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 Fish.
Begin. Đó, đánh trọng âm vào nó chứ. Chứ phải đừng đầu là Begin. Ok, anh em đấy, anh em nhớ là trong tiếng Anh nó không có dấu hệ thống dấu như của tiếng Việt mình là huyền sắc hoặc ngã nặng. Đúng không? Thì nó có cái hệ thống gọi là cái hệ thống trọng âm này để cho nó trầm bổng lên. Đúng không? Nên là mình chú ý vào cái dấu trọng âm đấy nữa. Nó nhìn thấy cái gì thì phải đọc cái đấy, đúng không? Ở trong đây nó có cái dấu trọng âm thì mình cũng phải đọc cái dấu trọng âm đấy nữa. Đấy, nhìn trong cái phần phía đầm nó có cái gì phải đọc cái đấy. Ok. Nào, minute. Đấy, trọng âm vào nhé, nào lấy tay đánh trọng âm một chút, lấy tay đánh trọng âm nhé. Dinner. Đấy, mình đánh lên trên, trong thằng kia nhấn nó xuống. Dinner. Rồi nào, chicken. Chicken chứ phải là chick nhá, chi chứ phải chick nhá, được chưa? Chicken. Okay. Thấy mỏi miệng chưa? Đấy, nó thấy mỏi miệng chưa? Tí nha nào. Nó từ nào 50. Okay. Next we are gonna move to the sentence here, right? Sentence. Okay, miss. Now, miss. Miss. À, từ thôi mình chắc âm đã nhận. Bây giờ thử mỗi anh em đọc một bài từ đây xem nào. Bây giờ xin mời anh Thức đọc mỗi cột một từ đi. Bắt đầu. Fit. Begin. Nào, từ fish có ending sound là âm s này à? Mình chu miệng lên cái âm kia là chu miệng lên một chút. Thôi. Fish. Mỗi bên một từ nào. Bin. Chưa đúng rồi. Nào trọng âm nào. Mi. Bin. Bin. Minute. Minute. Rồi minute. Đó. Ok. Đấy. Đấy là trong hôm trước em bảo anh em rồi đúng không? Là chúng ta không chắc từ nào thì chúng ta dùng từ điển gì ạ? Dùng từ điển gì? Dictionary. Nhớ từ điển gì không? Dictionary. Ôi trời ơi anh em ơi, gửi vào đấy là anh em không đọc rồi. Thế nhỉ? Cambridge được chưa? Dictionary. Mình gọi là Cambridge. Dictionary là nghĩa là gì? Từ điển. Dictionary có nghĩa là từ điển được chưa? Cambridge là cái từ điển của Cambridge đấy. Có hai từ điển chính mình có thể dùng đấy là Cambridge và Oxford. Là hai cái từ điển đấy chuẩn chỉnh nhất là mình cứ theo hai ông đấy. Được chưa?
hai ông Cambridge và Oxford là mình thích dùng cái nào thì được, là chuẩn chỉnh nhất. Đấy thì mình có thể tra ở đấy và mình nghe ở trong Cambridge đó, nó sẽ có hai giọng của mình, một là giọng Anh, hai là giọng Anh Mỹ. Đấy thì mình cứ nghe giọng Anh Mỹ, giọng Anh Mỹ là nó phổ biến hơn đấy, thì mình cứ theo Anh Mỹ nghe. UK là của Anh được. US là của Mỹ. Đấy thì mình có thể vào mình xem đấy nhá. Để chia sẻ vào gửi cho anh em xem. Đây. Minute dinner. Anh em này đang chơi nhưng mình dùng chuẩn nhất vẫn là cam, biết là dùng cái này nhá. Lỗi. Đấy, đúng không? Nhìn thấy từ minute này đúng không? Xong nó có UK với US. UK là United Kingdom. Thôi nó cái đây là đang sử dụng của lại của cốc cốc nên tự động nó dịch ra tiếng Việt đấy, còn nó là bản nó là tiếng Anh nhá. Đấy thì chúng ta có UK là Anh đúng không? Còn cái này là Anh Mỹ này. Nha, United Kingdom này, USA này. Đấy. Okay. I mean it. Đấy, hai cái nhưng mà cái từ này dễ, một số từ mà tiếng Anh với tiếng Việt nó khác nhau ấy. Đấy, tức là tiếng Anh với Anh Mỹ nó sẽ có một cái giọng nó khác nhau. Đấy thì mình nghe kiểu US. Yeah. Đấy, chúng ta sử dụng cái này nhá. Ok nha, đấy vào Cambridge đấy. Cái nào không biết thì cho vào trong đấy. Từ nào không nghe không chắc nhá. Chứ phải tra vào bây giờ mình mới, mình chưa biết đấy. Không chắc đây là phải tra nhá, không có anh em cứ phát âm sai đấy. Không trách là quên và phát âm sai nhá. Thì mình bây giờ hãy học đúng ngay từ đầu đi. Đúng không ạ? Đừng có phát âm bừa. Anh Mỹ. Vâng, UK là Anh. Và US là United States là USA ấy. USA đấy là Anh Mỹ, còn UK là United Kingdom là Anh. Thì mình nghe nên nghe theo Anh Mỹ. Đó. Thì chúng ta hãy đúng tập đúng ngay từ đầu đi thì nó đỡ phải sửa sai đúng không? Ví dụ như chúng ta thấy là một số người bị ngọng ấy. Hay bị ngọng ấy thì khi mà nói đã sai rồi ấy thì nó cứ theo kiểu theo tiềm thức nó đọc như thế, mình cứ thế đúng không? Còn bây giờ mình đúng ngay từ đầu đi, từ nào mình biết mình tập đúng ngay từ đầu đi, phải sửa lại về sau, đúng không? Đấy. Rồi, ok nhá. Nào tiếp tục nhờ Trường đọc hai từ ra nào. Six cả sòn mà nữa, cả âm ca đâu nào. Six Biển. Anh thức tắt mic đi anh thức rồi. Rồi anh ấy thì tắt mic đã nhá. Anh làm việc, ai làm việc riêng thì tắt mic cả nhá. Còn chú ý là anh em đang học, đang chỉnh sửa cho nhau thì anh em mình cũng nên nghe tập trung chỉnh sửa cho nhau xem tại phát âm đúng chưa thì mình cũng rút kinh nghiệm. Nào, Trường đọc lại nào. Six. Đấy rồi, như thế. Rồi, thêm một từ nữa. Dinner. Rồi. Đánh trọng âm vào tí nữa, đánh trọng âm vào nữa thì hay hơn nào. Dinner. Đúng rồi, dinner. Đấy, cái dinner. Dinner. Đấy, ok.
Rồi Nam một từ nào, hai từ nào? Fish. Yeah. Fish. Okay. Chick. Chi. Anh em đọc thành chick rồi. Chi nó là chi thôi đúng không? Được chưa? Chi. Chi. Chicken. 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 Đấy, đúng rồi. Chicken. Chi. Chicken. Chicken. Lại lại chicken. 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 Đấy. Thì đấy như này thì có một số em mình đang học nhóm như này đấy, có ít người thì sửa được luôn cho anh em đúng không? Đấy thì mình chú ý như thế luôn. Nào. Anh Khánh đọc cho anh Khánh ơi. Mic anh Khánh ơi. Mic anh bật mic lên đọc mỗi bên một từ sao nào. Chicken. Nào. Chicken, chi. Chicken. Chicken. E, nó làm E mà. Chicken. 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 Không phải là chick. Em vừa chỉnh cho bạn đấy, là không phải đọc là chick mà là chi thôi. Chi. Nói nó tiếng Việt của mình là chicken. Chicken. Đấy, trọng âm mà nó thành chicken. Đấy, chicken. Nhanh 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 cái âm y ngắn nha, một phát là xong rồi. Chicken. Đấy, chicken. Nhanh. Chicken. Chicken. Ok rồi. Đấy, thêm một từ nữa nào. Anh Khánh thêm một từ nữa nào. Từ gì em nhỉ? Từ nào cũng được. Em đọc thêm một từ để anh đọc theo ấy. À, vẫn rất chưa nhớ. Nào, begin. Begin. Nào, begin. Begin. Đúng rồi, begin. Begin. Đúng rồi, nhanh đi một chút. Đấy, đúng không? Âm y ngắn mà, nó là y ngắn. Begin. Đấy. Begin. Begin, đúng rồi. Ok. Begin. Nào, Nhung nào. Jim. Rồi. 50. Rồi. Ok, rồi, Nhung được rồi. Hiện tại trong lớp bây giờ Nhung đang là tốt nhất. Nhưng đợt trước, cái khóa trước của em thì Nhung bạn cũng học một số buổi trong lớp của em. Đợt khóa trước rồi, mình cũng có học qua rồi. Được không? Thì, ok nhá. Thì hôm nay là mình cũng đấy, đi những buổi đầu thì đấy em vẫn bảo rằng là mình đang đi chậm. Được không? Để bắt nhịp cũng như là các cái âm nó có thêm ấy thì hướng dẫn thêm cho anh em. Thì mình đây cũng mới đi được mỗi hôm mới đi được một phần thôi mỗi âm. Sau đó là mình sẽ đi nhanh hơn đấy, được chưa? Đấy, như bây giờ đấy mỗi lần là chỉnh âm F đọc như nào, âm K đọc như nào, âm M đọc như nào rồi ấy. Đấy, bây giờ đang chỉ qua rồi thì về sau đấy là đỡ phải học đấy, là lướt qua các âm về sau thì chỉ lướt thôi, nhanh thôi, ban đầu nó chậm. Thì hôm nay là chúng ta học đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục vào câu. Anh em có thể xem trước được không? Đấy, chợ nhớ check. Không chắc là phải nghe lại, nghe để mà nhại lại nhé. Đấy, nghe chuẩn nhất. Đây ở trên lớp là đang hướng dẫn anh em là bằng tiếng Việt mình đúng không? Nhưng mà chuẩn nhất đấy là vẫn cứ phải nghe. Đấy, nghe từ điển nó đọc là ghi là chuẩn nhất đúng không? Còn người Việt Nam mình là cũng vẫn là khẩu hình, tức là cấu trúc của vòm họng ấy nó khác với Tây. Đấy, nên mình chỉ gọi là đọc đúng rồi, nhìn phiên âm như thế mà cố gắng đọc đúng nhất có thể thôi. Chứ còn không thể nào mà chuẩn như Tây được. Đấy nên muốn nghe chuẩn nhất như Tây đấy thì là mình phải nghe Tây. Mà nghe Tây ở đâu là bây giờ phải nghe dùng từ điển. Thấy chưa? Chuẩn nhất là như thế. Rồi ok, anh em còn câu hỏi gì nữa không? Ok. Các bạn thấy không? Thì chúng ta ai nhớ vẫn nhớ là quay video cái phần gì nhỉ? Nam ơi, cái phần của em cái phần hashtag đấy, anh em nhớ hashtag giống nhau vào bài tập ngày mấy, ngày 1, ngày 2 đấy, thấy chưa? Vật cái hashtag tên là tên của mình, có hai cái hashtag đấy, một là bài tập đổi đúng tên nhá. Anh Thức hôm qua chưa thấy link anh Thức ạ, đúng không? Em comment vào đấy bảo
anh đậu không, chưa thấy nộp bài gửi rồi mà nộp rồi nhưng không thấy link đâu cả. Nguồn link đúng không nhỉ? Mỗi hashtag rồi. Với anh em vào comment vào xem không, chẳng thấy vào tương tác nhau gì, vào về đấy vào nhận xét cho nhau xem bạn đúng bạn sai chỗ nào thì để mà đấy, một là anh em giao lưu với nhau một chút, hai là anh em nhận xét cho nhau là cái gì tốt cái gì chưa tốt thì mình góp ý, cũng như là mình thấy là mình học hỏi xem nó như thế nào chứ, đúng không? Không lại mỗi anh em làm một kiểu vậy. Nói trước ví dụ bài hôm trước là anh em thì làm hết, anh không học, không tham gia học thì đọc hết tất cả bài, lại thế thì cũng không sao cả, nhưng mà đấy thì tốt nhất là anh em vào comment nhận xét cho nhau để ta tương tác với nhau nữa, hiểu không ạ? Đấy, mỗi người có một cái góc nhìn, em thì nhìn cũng nhìn thấy ở cái góc nhìn của em thôi. À đấy thì cái lỗi này thì cũng, đấy tập trung vào cái lỗi này thì cũng comment cho nhau một phần. Còn mỗi người là có góp ý một chút rồi một chút, đấy cùng tương tác với nhau thì cùng nhau đi lên thôi. Lớp chúng ta có mấy người thôi đúng không? Mấy người thì chúng ta dành một ít phút chúng ta vào cùng tương tác với nhau, chứ không phải lớp đông. Đấy thì mình đấy như này để hướng dẫn nhóm nhỏ này thôi ấy, thì để mỗi người ai cũng có thể tương tác được trong buổi như này. Nếu mà lớp đông như trên trường trên lớp đây, cô giáo làm sao mà sửa được cho cả lớp được đúng không? 3 4 hay là 7 80 người thì làm sao mà sửa được. Thế như này thì mình học nhóm nhỏ này thì đấy, mỗi người đọc một chút như này thì có thể sửa được cho nhau. Được không ạ? Rồi, cảm ơn anh em nhá. Rồi anh em còn ý kiến gì không nhỉ? Ok. Mỗi ngày một chút thế thôi, tiến bộ hàng ngày không? Repetition is the mother skill. Rồi lặp lại hàng ngày. Lặp lại là mẹ của kỹ năng. Đấy, tiếng Anh thì bảo khó thì cũng rất là khó, mà dễ thì cũng dễ thôi, đúng không? Cứ hàng ngày ngày nào học kiên trì. Mỗi ngày một chút thôi thì là sẽ nói được thôi, đúng không? Đấy anh đi đường anh em nhớ nhá. Anh đang kiểu đang làm cái gì nhớ tưởng tượng lại xong nhớ phải bật ra nhá, nói tập nói mình đây là mỗi ngày một chút thôi nhưng mà phải học sâu. Thấy chưa? Nhớ là sâu nhá. Đấy, có mấy từ thôi nhưng mà nhớ phải nhớ. Bây giờ bật nghĩa ra luôn. À chưa, lúc nãy mình chưa dịch nghĩa cho anh em cái phần bên trên này, đúng không? Anh em tự tra nghĩa đi. Nhá. Tự tra nghĩa xem các cái từ đấy nghĩa là gì. Gym nghĩa là gì? Six là số mấy? Six là số mấy? Sáu. Rồi, lấy lại là chicken là gì nào? Nhanh nhờ. Gà. Nhớ. Con gà. Gà. Gà rồi, đúng rồi nào. Begin là gì nào? Bắt đầu. Bắt đầu rồi đúng không? Nhanh vật nhanh nhá. Minute là gì? Phút. Rồi, phút. Him là anh ấy. Là gì? Anh ấy. Anh ấy đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà nó là dạng từ gì? Dạng từ gì nào? Mình gọi ôi là gì? Tân ngữ hả? Tân ngữ đúng rồi, tân ngữ. Tân ngữ. Đấy. Thế chủ ngữ là gì? Hi. Đúng rồi. Đấy, tuyệt vời. Rồi anh em vẫn còn nhớ đấy. Vâng. Thế gym là gì? Gym là phòng tập gym. Gym là gym luôn. Phòng tập gym. Đúng rồi, phòng tập gym luôn đấy, đúng không? Đấy mình mượn từ đấy. Bây giờ là mình cũng đang áp dụng trong giao tiếp của mình rồi, đúng không? Bây giờ mình hay nói một từ là mượn của tiếng Anh nhá. Đi ra phòng tập gym, đúng không? TV các từ mượn, rất là nhiều từ mượn của tiếng Anh. Đấy. Ok. Rồi, thank you anh em nhá. Ngày mới vui vẻ okay. Tốt lành. Yeah, học tập tốt nhá. Chào anh em. See you again. See you tomorrow. Nhớ đúng giờ nhá. Tomorrow. Yeah. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Goodbye.